Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 4, mặc dù không kháng cáo, đang thi hành bản án 3 năm tù, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị áp giải tới phiên tòa xét xử phúc thẩm. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân, 43 tuổi, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày. Từ 7 giờ 30 phút, an ninh được thắt chặt, chỉ những người bị triệu tập mới được di chuyển vào khu vực xét xử. Hơn 9 giờ, bà Nguyễn Phương Hằng và bị cáo Đặng Anh Quân bị áp giải vào phòng xét xử. Khoác trên mình chiếc áo thun trắng, tóc bùi cao, bà Hằng trông khác lạ so với phiên tòa sơ thẩm. Người phụ nữ này tỏ ra khá thoải mái trò chuyện cùng luật sư từng bảo chữa cho mình. Trong vụ án này, có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là bà Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni. Trong phiên tòa này, bà Lan có mặt và có hai luật sư bảo vệ cho mình. Về phía bà Ni đang chấp hành án tù nên có đơn xin xét xử vắng mặt. Đối với bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, đang thụ án tù, nếu xét thấy cần thiết thì tòa sẽ xét hỏi người phụ nữ này. Từ đó chủ tọa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà chủ công ty Đại Nam xuống hàng ghế phía sau ngồi. Trong phần thủ tục, bà Đinh Thị Lan yêu cầu đổi một người trong hội đồng xét xử với lý do vị thẩm phán này gây khó dễ cho bà. Từ đó hội đồng xét xử đi vào hội ý. Còn bị cáo quân cho rằng bản án 2 năm 6 tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng, còn các bị cáo khác xin hưởng án treo, án sơ thẩm tuyên 1 năm 6 tháng tù. Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thi hành bản án 3 năm tù. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà Hằng đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án và có kháng cáo của người có quyền nghĩa vụ liên quan. Theo nội dung vụ án từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Phương Hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của 10 cá nhân. Cụ thể bà Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương, được nhiều người trên mạng xã hội biết đến. Từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã sử dụng điện thoại di động, máy tính sách tay và máy quay phim, đăng nhập vào 12 tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý. Bà thực hiện nhiều buổi live stream, phát ngôn trực tiếp trên Internet với nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Bà Hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Nhi, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà, trái quy định của pháp luật. Bị cáo Đặng Anh Quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream stream, cổ vũ về tinh thần tiết thêm ý chí cho người phụ nữ này thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi livestream ngày 24 tháng 12 năm 2021, ông Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội với Internet, thông báo thời gian chủ đề livestream, chuẩn bị nội dung sân khấu để bà Hằng livestream và đăng tải các bài viết của bà Hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà Hằng. Hành vi của các bị cáo Nhi, Hà Tân và Quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Hằng. Thưa quý vị, từ sau vụ án trên, lý lịch và đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng trở thành chủ đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Ngoài những thông tin về tên thật, quá khứ của CEO Đại Nam có liên quan đến ông Trùm Nam Cam cũng là một trong những chi tiết khiến ai nấy đều bất ngờ. Bất ngờ lý lịch ít ai biết của Nguyễn Phương Hằng có liên quan đến đàn em Trùm Nam Cam theo đó bài viết với tiêu đề bị can nguyễn phương hằng từng mang tên nguyễn thị thanh tuyền đăng trên báo thanh niên cơ quan chức năng đã lập lý lịch tư pháp bị can nguyễn phương hằng việc lập lý lịch tư pháp bị can là hoạt động điều tra để làm rõ lai lịch nhân thân người thực hiện hành vi phạm tội từ đây lý lịch bất ngờ của nhân vật này đã được hé lộ Bị can Nguyễn Phương Hằng từng mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971, người từng đứng ra tố cáo DDG, một nhân vật khá thân tín của chùm xã hội đen Nam Cam, đã bị tử hình cách đây hơn 20 năm. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng vào năm 2010. Cái tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền trước đây từng một thời đình đám. Theo hồ sơ vụ việc, bà Tuyền tố cáo DDG thể hiện năm 2022. Theo kết luận điều tra về chuyên án 5 cam, bà Tuyền có quen biết với DDG từ năm 1996. Năm 1997, bà Tuyền thuê số nhà 21 trên 15A Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình của ông THH để ở và sinh sống như vợ chồng với DDG. Sau đó bà Tuyền mua lại căn nhà thuê với giá 52 lượng vàng. Trong thời gian sống chung, G thường tác động mạnh bà Tuyền nên bà Tuyền đã đem giấy tờ nhà gửi cho mẹ của mình. Ngày 8 tháng 1 năm 1998, G buộc bà Tuyền viết giấy ghi tên G và bà Tuyền là đồng sở hữu rồi đuổi bà ra khỏi nhà. Trình điều tra vụ án Trương Văn Cam, tức Nam Cam và đồng bọn DDG bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 12 tháng 5 năm 2004, Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với DDG về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lý lịch bị can là một sự yếu lý lịch cụ thể với tất cả thông tin của bị can về tên, tuổi, quan hệ gia đình. Luật sư nhấn mạnh, việc xác minh này rất quan trọng, đưa đến tính chất pháp lý nhân thân của bị can. Đây là bước tố tụng bắt buộc các cơ quan tiến hành tố tụng phải thực hiện khi tiến hành hoạt động điều tra tội phạm đối với một cá nhân. Bên cạnh đó, trong lý lịch tư pháp của bị can, bà Nguyễn Phương Hằng được xác định có hai quốc tịch là Việt Nam và Cộng hòa Sip. Với những thông tin về bà Nguyễn Phương Hằng được đưa ra ánh sáng khiến dư luận chấn động, điều này cũng khiến một số cư dân mạng đã đào lại câu châm ngôn trên cửa miệng của bà Phương Hằng ngày nào: Dĩ vãng giờ giấy dễ gì giấu diếm. Không chỉ những câu châm ngôn đi vào lòng đất trước đó của bà Nguyễn Phương Hằng được đào lại, mà một loạt ảnh thời trẻ của bà Phương Hằng cũng một lần nữa được đào. Trong một group có hơn 100.000 thành viên, một tài khoản đã đăng tải một bức ảnh thời trẻ được cho là của bà Phương Hằng cùng với dòng chia sẻ. Nóng, lộ ảnh thời trẻ của bà Phương Hằng. Chắc báo chưa biết đâu nên mình đi trước một bước. Bất ngờ phát hiện bà Nguyễn Phương Hằng đã trải qua ba đời chồng. Trong những bức ảnh thời trẻ của bà Nguyễn Phương Hằng bị cư dân mạng đào xới lại, có thể thấy dù bức ảnh đã trải qua nhiều năm tháng, nhưng nhan sắc của bà Hằng không hề bị phai mờ khi sở hữu gương mặt như minh tinh điện ảnh. Thậm chí, nếu ngày trẻ nữ đại gia đi thi Hoa hậu không chừng có thể ẵm cả giải. Một số tài khoản còn bình luận rằng, không làm diễn viên điện ảnh thì phí quá. Công nhận ngày xưa cô đẹp quá, này đi thi Hoa hậu ẵm chắc giải. Với nhan sắc xinh đẹp thời trẻ của nữ đại gia Bình Dương, ngoài một số lời khen dành cho bà thì đâu đó cũng có một số mỉa mai cho rằng CEO Đại Nam lợi dụng nhan sắc để câu dẫn đàn ông có đến ba đời chồng. Thậm chí nói rằng, bảo sao hết đàn em năm cam rồi đến dũng lò vôi xin hàng. Không biết cuộc đời bà Phương Hằng có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi nữa đây. Đẹp nên thích lên mạng nói này nói nọ. Thế nhưng bên cạnh những lời chỉ trích mắng mỏ, cũng không ít dân mạng đứng ra bảo vệ nữ đại gia này. Bà Hằng lấy ba đời chồng danh chính môn thuận ai cũng biết, còn hơn mấy đứa một đời chồng mà đi thậm thụt với chồng người khác. Chị Hằng ba đời chồng nuôi con cái giúp đời khá nhiều việc, thẳng quá nên bị như vậy, nhưng vẫn còn hơn những người không chồng có con. Nguyễn Phương Hằng mang hai quốc tịch với hai quốc tịch của bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu rằng nữ đại gia này sẽ được giải quyết theo pháp luật như thế nào, Trả lời cho vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có những nhận định pháp lý về vấn đề này. Luật sư Thơm cho biết, căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 5 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam sẽ áp dụng Bộ luật hình sự của Việt Nam để giải quyết. Do đó, việc bà Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra xét xử. Theo khoản 2 điều 5 Bộ luật quy định, người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó. Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Luật sư nói thêm, theo quy định của pháp luật Việt Nam, người có hai quốc tịch sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ pháp lý như người có một quốc tịch. Vì thế đối với trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, người phạm tội trước hết vẫn được xác định là công dân Việt Nam nên sẽ áp dụng Bộ luật hình sự Việt Nam để xử lý hành vi phạm tội. Và những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật gửi đến quý vị và các bạn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại.